nhờ quy hoạch tập trung, sản xuất theo hướng hàng hóa. Tại nhiều vùng trồng rau màu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, giá trị sản xuất trên mỗi hecta đất trồng rau có thể mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người nông dân. Hòa Phú là một xã đi đầu trong việc phát triển trồng cây rau màu của huyện Chiêm Hóa. Những năm gần đây, người nông dân đã biết lựa chọn nhiều loại giống cây trồng mới mang lại năng suất, chất lượng cao, phát triển trên cùng một đơn vị diện tích. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao giá trị của cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Lựa chọn phát triển cây rau màu là cây trồng chính trong phát triển kinh tế của gia đình. Những năm gần đây, theo thị hiếu của người tiêu dùng, anh Nguyễn Văn Minh, thôn Đồng Bả, thường xuyên tìm tòi và đưa vào phát triển một số cây trồng mới, trong đó có cây mang tây. Cây mang tây có thời gian sinh trưởng phát triển lên đến 10 năm và cho thu sản phẩm măng thường xuyên. Giai đoạn cho thu cao nhất từ 4 đến 5 năm tuổi. Mỗi sào mang tây đạt 300 đến 400 kg sản phẩm trên năm. Do mang tây là loại rau có chất lượng dinh dưỡng cao, dễ chế biến nên giá trị kinh tế khá cao. Hiện nay giá bán cho các đại lý từ 70 đến 90 nghìn đồng kg. Chăm sóc cây mang tây này có khó không? Với điều kiện chăm sóc của nó thì nếu mà nói khó thì cũng khó, mà dễ cũng dễ. Nói chung là nó phụ thuộc vào con người với điều kiện tự nhiên hết. Cái cây này nếu mà với điều kiện của nó là nó xanh như thế này thì phải 4 tháng sau thì mới phải thay cái cây này. Lại để cây mẹ giống như thế này luôn. Thì ví dụ như cây này mình thay đi thì mình phải để cây này. Để cây này. Để một cây này thôi, xong rồi cái cây này bỏ đi lại để cây khác nó so le nhau. Các cây mang tây thì thường là cụt ngọn như thế này. Thế làm sao mình phải bẻ ngọn đi như thế ạ? Vâng, cái cây mang tây này thì cái độ phát triển của cái ngọn của nó rất là cao. Bởi vì thế này, mình nếu mà mình để cho phát triển ngọn cao quá thì cây nó sẽ bị đổ, gặp gió bão các thứ là nó đổ, thì mình phải cắt cái ngọn đi. Mà cái thứ hai nữa là cắt cái ngọn này đi để nó phát triển cái bộ gốc của nó và cái tán của nó bên dưới. Cái tán của nó bên dưới thì để cho nó phát triển như thế thì cái thứ nhất là cây nó đồng đều, xong cái thứ hai nữa là cái độ măng của nó sẽ khá hơn, nó không giống như cái cây mình để ngọn. Không chỉ có cây mang tây, thời gian gần đây, anh Minh cũng đã xây dựng mô hình trồng cây khoai môn ngọt Thái Lan trên diện tích hơn 1.000 m² từ đất ruộng kém hiệu quả. Đây là loại cây trồng lần đầu tiên được đưa vào trồng trên đồng đất Chiêm Hóa. Cái môn ngọt này thì thường người ta chế biến như món ăn gì? Cái này là sử dụng nấu canh chua hoặc là canh cá, rồi là tất cả các món làm ăn đều làm được hết. Anh học tập kinh nghiệm trồng cái măng ngọt này ở đâu và làm sao anh lại lựa chọn cái giống măng ngọt này để phát triển kinh tế gia đình mình? Cái cây măng ngọt này là nói chung là mình cũng chỉ được bạn bè rồi là mọi người giới thiệu về cái cây măng ngọt này thôi, chứ còn mình không phải đi chuyên sâu về nó. Nhưng mà thấy với cái độ chăm sóc rồi là tất cả các đầu tư rồi là tất cả phân bón các thứ nó sẽ không giống như cây lúa, bởi vì nó chăm sóc rất là dễ, cho nên là mình chọn cây này. Cây khoai môn ngọt Thái Lan có sản phẩm chủ yếu là ngó non sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Loại sản phẩm này khác với ngó khoai nước vẫn được người dân trồng là không bị ngứa, ngó mập hơn cho năng suất cao hơn. Đặc biệt, cây khoai môn ngọt Thái Lan cũng là loại cây trồng phù hợp ở những chân ruộng trũng khi chuyển đổi từ cây lúa mà không bị phá vỡ mặt bằng. Được biết, giống khoai môn ngọt Thái Lan được anh Minh học hỏi kinh nghiệm và lấy giống từ tỉnh Hải Dương đang phát triển rất tốt. Mô hình của anh đang thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, chủ yếu là sử dụng phân hữu cơ, không sử dụng đạm, thuốc kích thích và thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, diện tích sản xuất cây khoai môn ngọt Thái Lan của anh Minh đang cho thu hoạch. Giá bán ngay tại ruộng đạt từ 15 đến 20 nghìn đồng kg. Theo tính toán, thì mỗi sào khoai môn ngọt trồng trong 9 tháng có thể cho giá trị khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng.
và cây khoai mon ngọt Thái Lan có thể trồng gối vụ quanh năm. Hiện nay mình có đủ cái sản phẩm mon ngọt này để giao cho khách hàng không? Nói chung là hiện tại bây giờ mình chỉ có trồng được hơn 1.000 m² này thôi thì nó cũng không đủ hàng để giao cho khách hàng. Mình có muốn nhân rộng cái diện tích không ạ? Nói chung là cái diện tích để mà nhân rộng ra thì bây giờ hiện tại bây giờ mình không còn quỹ đất nữa, cho nên là không thể phát triển rộng thêm, mà bây giờ chỉ nhờ bà con để phát triển ra rộng thôi. Một số bà con ở đây đang trồng cái mon ngọt này như nào? Thì lúc đầu thì bà con cũng thấy nó chưa có cái gì gọi là chưa có cái niềm tin vào cái cây này, cho nên là bà con đang còn ngập ngừng, cho nên là khi mà mình trồng được rồi ấy, thì bà con bắt đầu là nhìn thấy kinh tế của nó là bắt đầu bà con bắt đầu học theo để làm. Tận mắt nhìn thấy cây khoai mon ngọt và thấy được hiệu quả kinh tế từ gia đình anh Minh, hiện nay một số hộ gia đình trên địa bàn xã Hòa Phú đang học tập mô hình trồng khoai mon ngọt của gia đình anh Minh để phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình thực hiện, anh Minh cũng đã giúp đỡ các hộ về cây giống và khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây khoai mon ngọt. Mô hình nhà anh Minh trồng cây mon này thì cũng rất là kinh tế và phát triển. Tôi cũng muốn là nhân rộng ra mô hình, học hỏi theo nhà anh Minh. Tôi cũng nhân rộng giống ra để trồng, và cũng anh Minh cũng cung cấp cả giống cho gia đình nhà tôi. Cũng mong là học hỏi từ gia đình nhà anh Minh thì cũng cho gia đình tôi sau này cũng có một kinh tế ổn định hơn. Cũng là một hộ gia đình tiên phong trong trồng cây rau màu của xã, gia đình ông Nông Ngọc Dương ở thôn Gia Kè thường xuyên tìm tòi, lựa chọn những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao vào thay thế những cây rau màu kém hiệu quả. Qua tìm hiểu từ nhiều mô hình kinh tế ở các tỉnh bạn, ông Dương thấy cây rau dền đỏ Nhật Bản rất phù hợp với đồng đất của gia đình, nên đã mạnh dạn thay thế một số cây trồng kém hiệu quả để trồng diện tích gần 2 sào rau dền đỏ Nhật Bản. Cái chủ trương về cái việc xây dựng cái mô hình trồng rau hàng hóa thì trước đây gia đình chúng tôi thì chủ yếu là trước là trồng cây dưa và cây rau bao, một số cây rau khác, trong đó là có cả cây mang tây. Và trong mấy năm gần đây thì gia đình cũng không phát triển cây gì thêm mà đi sâu vào cây rau dền này, để tiến tới thì có thể là phát triển ra để vừa là có thể tiêu thụ cho người ăn và cũng có thể chăn nuôi những cái con gì nó ăn được, trong đó có cả con gà thì nó thích ăn nhất cái cây dâu. Thời gian trong năm nay 2019 này thì kế hoạch gia đình sẽ phát triển khoảng độ 2-3.000 m² cây dâu này. Ngoài phát triển cây rau màu, gia đình ông Dương cũng phát triển chăn nuôi thỏ. Từ khi trồng cây rau dền đỏ Nhật Bản thì thức ăn cho đàn thỏ của gia đình ông cũng từng bước được giải quyết. Thức ăn sẵn có, đảm bảo dinh dưỡng, đàn thỏ phát triển nhanh, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Mô hình kinh tế của gia đình ông Dương là mô hình điển hình của xã trong việc phát triển trồng trọt gắn với chăn nuôi. Thì là cái cây rau hàng hóa thì là cũng đem lại rất là hiệu quả cho bà con. Thứ nhất là được cái chợ trung tâm là để giao thương, cho nên bà con là trồng là được rất nhiều lơi, như các xã bạn như ở Tuyên Quang rồi là Chiêm Hóa cũng về chỗ khu vực trung tâm chợ Hòa Phú này để mua thu mua các cái hàng hóa của dân địa phương đây, có mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con so với cây trồng khác. Thực tế cho thấy sản xuất nông nghiệp của huyện Chiêm Hóa nói chung và xã Hòa Phú nói riêng trong thời gian qua đã có bước phát triển mạnh. Nhiều loại cây màu mang lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường như cây rau dền đỏ Nhật Bản, cây dưa lê, rau màu các loại, đặc biệt là các loại cây trồng mới như cây khoai mon ngọt, cây mang tây. Đang dần hình thành các khu sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. Ủy ban nhân xã cũng xác định tiêu chí thu nhập làm tiêu chí rất là quan trọng mà cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã phải thực hiện. Thế để thực hiện cái việc mà thu nhập của người dân được nâng cao đều hàng năm thì Ủy ban nhân xã cũng đã thực hiện rất là nhiều những cái biện pháp. Thứ nhất như là đã cử cán bộ khuyến nông xã phối hợp với khuyến nông huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền khoa học kỹ thuật cho nhân dân áp dụng và sản xuất. Thứ hai là nhân dân trên địa bàn xã cũng đã chủ động mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất,
đồng thời cũng đã chuyển đổi các cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất hiệu quả cao đưa vào sản xuất. Thứ ba thì xã cũng là tích cực chỉ đạo vận động nhân dân là thực hiện cái việc trồng cấy cây vụ ba, đặc biệt là những cái rau hàng hóa. Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn xã chúng tôi là thực hiện vụ ba là hàng năm, thì việc trồng rau là thực hiện được trên 70 ha trên một vụ và nâng hệ số sử dụng đất của xã lên 2,97 lần trên năm. Thì qua thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là rau hàng hóa, thì thu nhập của người dân đã từng bước được nâng cao, góp phần cái thực hiện tốt cái tiêu chí thu nhập trên địa bàn xã. Phát triển các loại cây rau màu trở thành hàng hóa, hình thành vùng trồng rau màu sạch, an toàn là một trong những giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp đang được xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa thực hiện nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. Hàng năm, xã Hòa Phú tích cực vận động nhân dân trồng cây vụ ba với diện tích gần 100 ha, chủ yếu là các loại rau đậu. Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả cũng đang được người dân chuyển đổi sang trồng rau và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong cơ cấu kinh tế của xã thì sản xuất nông nghiệp chiếm tới 80%. Để tạo điều kiện cho người dân về giống, phân bón, đầu ra cho sản phẩm, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp của xã cũng đứng ra giúp đỡ bà con thành lập các tổ hợp tác sản xuất rau sạch, giúp bà con liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp ở các tỉnh khác bao tiêu sản phẩm cho bà con tại thị trường. Người dân trên địa bàn xã Hòa Phú hiện nay cũng rất là năng động, chủ động nắm bắt thị trường, thì cũng đã tìm hiểu nghiên cứu thị trường rất là kỹ, và đặc biệt thì cũng đã chủ động đi liên hệ tìm hiểu học hỏi những cái mô hình hay, ví dụ như là cây mang tây, cây mon ngọt và một số cây trồng khác, thực hiện theo cái quy trình sản xuất hàng hóa rau sạch, thì từ đó bán cho các siêu thị hoặc những địa chỉ mà thường xuyên cần cái nguồn cung, thì từ đó thu nhập của các hộ được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới để phát triển vùng trồng rau của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện, tỉnh và đặc biệt là các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu thị trường đối với những cái loại cây, loại rau mà có hiệu quả năng suất cao, đặc biệt là thị trường người ta chấp nhận, thì chúng tôi sẽ phối hợp với huyện làm sao để quy hoạch được vùng rau có quy mô, và đặc biệt chủ thể là người dân tham gia phải tích cực và chủ động lấy người dân làm chủ thể, thì từ đó thì cái việc sản xuất rau hàng hóa mới đem lại hiệu quả cao. Việc quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh trong nông nghiệp đã từng bước xóa bỏ tập quán canh tác manh mún, không tập trung để hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn hơn, góp phần phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững, hiệu quả, đa dạng về chủng loại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.